Liên đoàn Lao động huyện Côn Đảo vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Côn Đảo lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo báo cáo tại đại hội, huyện Côn Đảo đã có 29 công đoàn cơ sở và một nghiệp đoàn với hơn 1.500 đoàn viên. 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Côn Đảo đã thành lập mới 4 công đoàn cơ sở, phát triển mới 448 đoàn viên, bồi dưỡng giới thiệu 163 đoàn viên ưu tú cho đảng. Trong đó đã có 108 đoàn viên được kết nạp đảng. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động huyện Côn Đảo đã tổ chức tặng 286 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 193 triệu đồng, hỗ trợ xây tặng 2 căn nhà mái ấm công đoàn với tổng trị giá 190 triệu đồng, vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền gần 207 triệu đồng và quỹ vì người nghèo với số tiền gần 189 triệu đồng. Các đơn vị đóng góp quỹ vaccine về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hơn 281 triệu đồng. Đại hội Công đoàn huyện Côn Đảo đã bầu Ban chấp hành Công đoàn huyện khóa 11 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 thành viên. Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động huyện phấn đấu phát triển mới 200 đoàn viên. 85% doanh nghiệp đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện thương lượng ký kết được thỏa ước lao động. Giới thiệu 25 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. 100% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động, ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.